Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập cuối của cuốn Kỷ yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mái nhà để trở về. Thị nghĩa Trần Trung Đạo. Tháng 5 năm nay, 2023. Tôi và nhà văn Trần Doãn Nho đến đảnh lễ một bậc tôn túc Phật giáo từng là một trong những lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước 1975. Ngài nguyên là quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên và sau Đại hội Vi, là Tổng vụ trưởng, chính thức thay thế Hòa Thượng Thích Thiện Minh. Trong căn phòng rộng, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa. Thầy ngạc nhiên nghe tôi kể lại những chi tiết có liên quan đến giáo hội trong 2 năm đầy biến cố từ 1973 đến 1975. Căn phòng của Hòa Thượng Quảng Độ ở chùa Giác Minh gần ngã 6 Lý Thái Tổ. Con hẻm dẫn vào chùa. Chiếc xe, điều che vô, màu vàng nhạt đậu trong sân. Chúng tôi có một buổi chiều ấm áp sau khi xem lại cuốn phim của chính mình và một thuở không quên. Thầy cứ mỉm cười, gật đầu hoài, đúng. Anh nhớ rõ quá, và thỉnh thoảng bổ sung vài điểm. Năm đó tôi 18 tuổi. Nhớ lại, một buổi chiều tôi và bạn Nguyễn Xuân Tường, sinh viên ban địa chất ở Đại học Khoa học, đến chùa Bửu Đà trên đường Lê Văn Duyệt để thăm các chú ở Quảng Nam vào trò học. Khi chúng tôi đang trò chuyện, một vị đại đức đến chào và làm quen. Thầy cũng là người Quảng. Sau khi biết gốc gác tôi, thầy hỏi tôi có thể giúp cho Tổng vụ Thanh niên một số công việc được không? Mùa hè nên tôi nhận lời. Khi từ Hội An vào Sài Gòn đầu tháng 9 năm 1972 tôi mang theo ước mơ xanh và rất nhiều câu hỏi. Tôi luôn tâm nguyện phải làm một việc gì đó hữu ích cho quê hương và đạo Pháp để đền đáp những tháng năm đầy trắc trở của mình được Tam Bảo hộ trì và bá tánh thập phương che chở. Như một sinh viên năm thứ nhất, tôi chưa làm được gì nhiều, nhưng học được rất nhiều. Tôi có cơ hội được đảnh lễ và lắng nghe những lời dặn dò của nhiều bậc tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nguồn sách vô cùng phong phú của Thư viện Đại học Vạn Hạnh, bài giảng của các thầy giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trong tuổi thiếu niên tôi chưa hiểu hết hay chưa hiểu đúng. Cứ thế, tôi may mắn bước đi dưới bóng mát của hàng cổ thụ Phật giáo và từ những tảng lá rộng trên đầu tôi mỗi sáng còn có những giọt sương mai nhỏ xuống làm tươi mát tâm hồn một thanh niên chưa tới tuổi 20. Rồi 1975 đến và 6 năm sau tôi theo đàn chim bay ra biển. Tại Mỹ, những năm đầu dù đời sống còn khó khăn, tôi cũng cố gắng đóng góp khả năng của mình vào các công việc của giáo hội. Khi sư phụ chúng tôi, Hòa Thượng Thích Long Chí, được mời giữ chức vụ chánh văn phòng viện hóa đạo tôi lại được sư phụ sai làm một số việc của giáo hội đòi hỏi sự tin cần. Những việc tôi được giao không thể nhờ vả ai khác nên tôi ở lại thêm một thời gian và khi sinh hoạt của giáo hội tương đối ổn định tôi lặng lẽ ra đi. Tôi không có tham vọng nào và cũng không muốn giữ một chức vụ gì từ đó đến nay. Tôi đến với giáo hội chỉ vì tôi mang niềm tin sâu xa vào sự trường tồn của dân tộc và đạo Pháp. Thật vậy, dù đứng từ góc cạnh nào, không ai có thể phủ nhận vai trò và sự đóng góp của Phật giáo vào dòng sống của dân tộc Việt. Đạo Phật là một tôn giáo rất đặc biệt trong nền văn minh nhân loại vì đáp ứng được các khao khát của con người theo từng thời đại không phân biệt màu da hay sắc tộc. Kinh điển giống nhau nhưng đạo Phật mang sắc thái riêng khi đến mỗi quốc độ để từ đó có Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Việt Nam. Tôi, gặp Phật, ở Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Hàn, Nhật v.v. Nhưng đạo Phật tại Việt Nam rất khác. Đạo Phật Việt Nam hòa tan trong tâm hồn mỗi con người. Nước và sữa có thể phân ly nhưng văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt không thể phân ly. Tinh thần Phật giáo bàng bạc trong lời du của mẹ, lời dạy bảo của cha. Một câu thơ. Câu văn được các tác giả viết ra đã có tư tưởng Phật giáo dù tác giả không phải là một tín đồ Phật giáo. Khi dừng chân tại Việt Nam, đạo Phật không chỉ đem lại cho con người những phương tiện cần thiết để đạt đến giải thoát, an lạc như tại nhiều nơi khác mà còn dung hóa và dung hợp một cách hài hòa vào dòng sống dân tộc, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng văn hóa,
đạo đức của dân tộc và là thành lũy tinh thần để bảo vệ Việt Nam. Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang nhấn mạnh điều này trong thông điệp Phật Đản Phật lịch 2543, nếu đạo Phật không tồn tại như mạch suối ngầm trong dòng lịch sử dân tộc thì ngày nay cái tên người Việt chỉ tồn tại trong sử sách người Trung Quốc, và thời kỳ được nói là độc lập dân tộc chỉ được chép trong lịch sử Trung Quốc như là những giai đoạn hùng cứ của bọn phản nghịch mà do Đức Hiếu Sinh, Thiên Triều đã không tàn sát và chỉ cải tạo dần bằng cuộc nô dịch văn hóa. Sau nhiều trăm năm bị đóng khung trong Tứ Thư Ngũ Kinh Nho Giáo rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, dân tộc Việt lại phải đối diện với thực dân xâm lược. Ông bà chúng ta bàng hoàng trước sức mạnh cơ khí của thực dân. Thân xác người dân Việt gục xuống như rơm rạ trước họng súng đại bác từ các tàu chiến của Liên quân Pháp Tây Ban Nha đậu ngoài cửa biển Đà Nẵng đầu tháng 9, 1858. Sau bao nhiêu hy sinh máu đổ đầu rơi, Việt Nam hoàn toàn bị Pháp thực dân hóa qua, Hòa ước Paternotte, 1884. Việt Nam trở thành một thuộc địa của Pháp nhưng tinh thần Việt Nam được hun đúc suốt nhiều ngàn năm không vì thế mà mất đi. Dòng văn hóa vẫn tiếp tục chảy dù phải trải qua những vách đá treo leo và có khi phải nhỏ từng giọt xuống trái tim người yêu nước. Người Việt quan tâm đứng trước hai chọn lựa, một đi vay mượn các chủ thuyết ngoại lai, mượn súng đạn của ngoại bang về để giải phóng dân tộc, thực chất là thay một hình thức nô lệ này bằng hình thức nô lệ khác, hai, nâng cao nhận thức văn hóa, xã hội, chính trị phù hợp với hướng đi thời đại kết hợp với phát huy nội lực dân tộc để tự khai hóa chính mình thay vì bị khai hóa bởi thực dân. Để tồn tại, vượt qua và vươn lên, chư tổ Phật giáo chọn con đường thứ hai. Con đường đó không phải tìm đâu khác, không vay mượn của ai khác mà trở về và phát huy những tố chất uyên nguyên của dân tộc. Nội dung của hành trình về nguồn đó chính là phong trào chấn hưng Phật giáo bắt đầu vào những năm cuối của thập niên 1920. Chấn hưng Phật giáo cũng có nghĩa chấn hưng nội lực dân tộc. Giống như ngài Anagarika Dhammapala, năm 1864 đến năm 1933, nhà văn và nhà đấu tranh cho nền độc lập Tích Lan, các bậc cao tổ Khánh Hòa, Giác Nguyên, Khánh Anh, Giác Tiên, Phước Huệ, Tố Liên, Chí Hải của Việt Nam cũng đã rời những thiền phòng để chống gậy trúc đi vào lòng đất nước. Các ngài lắng nghe nỗi đau của dân tộc, đánh thức tinh thần yêu nước, độc lập tự chủ trong lòng mỗi người dân Việt để qua đó phục hưng dân tộc bằng phương tiện giáo dục, bởi vì chỉ nâng cao nhận thức mới có thể chuyển hóa hai nguồn bạo lực đến từ Tây Phương gồm chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa cộng sản. Con đường chấn hưng Phật giáo như chư tổ vạch ra là một con đường dài, cần nhiều thời gian và đầy khó khăn nhưng là con đường đích thực. Sau nhiều thăng trầm, gian khó và hy sinh, cuộc hành hương về nguồn cội đó đã dẫn đến sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào tháng Giêng 1964 tại Chùa Xá Lợi, Sài Gòn. Thống nhất, trong ý nghĩa đó không chỉ là một tập hợp mang tính hình thức của 11 giáo phái ký tên trong Hiến chương 1964 mà là bước phát triển cao hơn của một truyền thống đã có từ nhiều ngàn năm. Được thành lập trong một giai đoạn lịch sử đầy ngộ nhận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dễ được hiểu như là kết quả của một biến cố chính trị. Biến cố có thể là điểm vỡ để Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được hình thành, nhưng các giá trị hàm chứa trong Hiến chương 1964 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đơn giản chỉ là kết quả của việc đổi thay một chế độ. Các hội đoàn Phật giáo như Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học do Hòa thượng Khánh Hòa thành lập vào năm 1930, Hội Tăng giả Bắc Việt do Hòa thượng Tố Liên thành lập năm 1950, và nhất là Tổng hội Phật giáo Việt Nam được thành lập tại Huế năm 1951. Tất cả đều đã được thành lập trước năm 1964, và do đó, sớm hay muộn các hội Phật giáo cũng sẽ kết hợp thành một giáo hội thống nhất. Qua những chặng thời gian và những khoảng không gian, dòng sông Phật giáo Việt Nam có những tên gọi khác nhau nhưng cũng chỉ là một dòng sông thống nhất khởi nguồn từ lưu lâu trong thế kỷ thứ hai. Các tổ chức Phật giáo quốc tế như Liên hữu Phật giáo Thế giới, The World Fellowship of Buddhists, Hội đồng Tăng giả Phật giáo Thế giới, The World Buddhist Sangha Council, và nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế khác đều ra đời trong hai thập niên đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, do đó, là bước phát triển tự nhiên và tự nguyện của Phật giáo Việt Nam phù hợp với dòng chảy của văn minh thế giới trong hậu bán thế kỷ 20. Từ đó đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là nơi giữ gìn các giá trị tinh thần, các truyền thống văn hóa, lịch sử 2.000 năm và sau này của Phật giáo Việt Nam. Dù bụi phủ, dù rêu phong, mái nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn là mái nhà chính danh và chính thống của mọi người con Phật Việt Nam. Lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ khi ra đời tháng Giêng,
1964 cho tới khi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chính thức đảm nhiệm chức vụ Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống đã gần 60 năm với không biết bao nhiêu gian khó. Một cuốn sách hay cả bộ sách dày cũng không viết hết hành trình giáo hội đã đi qua. Sau 1975, ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại Việt Nam còn ra đời một giáo hội khác, được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo thành lập năm 1981 và đặt tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với phương châm, đạo Pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thân phận tầm gửi đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Đảng CS. Nói một cách dễ hiểu, Đảng CS còn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn, và Đảng CS mất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mất. Lịch sử đạo Phật cho thấy, trong thời đại nào và ở đâu, các hàng tăng sĩ lãnh đạo Phật giáo thỏa hiệp với tầng lớp thống trị, bị lôi cuốn vào vòng lợi danh và quyền lực, lợi dụng nỗi khổ đau bất hạnh của con người. Giáo hội Phật giáo đó không còn là đại diện cho đạo từ bi của Đức Phật nữa, mà đã bị tha hóa thành công cụ của bộ máy cầm quyền. Tuy nhiên, đạo Phật tại Việt Nam không chỉ gồm một nhóm nhỏ những tu sĩ bị tha hóa. Ẩn mình trong đám mây đen là ánh sáng của vầng dương trí tuệ, và che giấu dưới lớp rêu xanh là những viên ngọc từ bi nhẫn nhục. Hàng ngàn, hàng vạn tăng sĩ Phật giáo đang âm thầm chuyên tâm tu tập chờ cơ hội đóng góp thiết thực cho đạo Pháp và dân tộc. Hàng ngàn Như Lai Trường Tử đang dâng hiến cuộc đời cho Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong nhiều cách khác nhau trên khắp ba miền đất nước. Các bậc tăng tài chân chính đó là những mạch nước đang âm thầm chảy trong lòng dân tộc, khó khăn nhưng vẫn phải chảy để giữ gìn chánh pháp của Đức Thế Tôn. Họ có thể chưa nghe nhiều về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hay chưa đứng hẳn về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng không sao, tất cả vẫn còn đó. Một mai khi có điều kiện thuận lợi, Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ gặp nhau trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh tăng đoàn dưới một mái nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phiên tịch ngày 22 tháng 2 năm 2020. Trong di chúc, Ngài ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ủy thác trọng trách này, cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của giáo hội. Quyết định số T4QĐTTVTT của Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tại sao Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đặt sinh mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên vai Hòa Thượng Tuệ Sĩ mà không giao phó cho ai khác? Phải chăng vì không có một tôn đức nào uyên thâm gần hết các lĩnh vực nội điển và ngoại điển như Hòa Thượng Tuệ Sĩ? Phải chăng không có một tôn đức nào khác có tinh thần uy dũng và đức độ được quốc tế và đa số đồng bào Việt Nam kính trọng như Hòa Thượng Tuệ Sĩ? Đó là câu hỏi chúng ta thường đọc, thường nghe từ tháng 2, 2020 đến nay, và cũng là câu trả lời của phần đông chúng ta mỗi khi được hỏi. Thế nhưng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ có thể không nghĩ giống như đa số chúng ta mà đã nghĩ sâu hơn. Tinh hoa và trí tuệ bộc phát trong những ngày tháng cuối đời giúp Ngài nhìn lại con đường giáo hội đã đi qua và thấy rõ hơn con đường trước mắt mà Đạo Phật Việt Nam phải hướng tới. Ngài trao trọng trách cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ bởi vì, ngoài cơ sở pháp lý là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và bên cạnh sự thông minh, uyên bác nhiều lĩnh vực, Hòa Thượng Tuệ Sĩ trước hết vẫn là con người văn hóa và có một tầm nhìn rất xa về tương lai dân tộc và Phật giáo. Là một bậc cao tăng dâng hiến cả cuộc đời cho đạo Pháp và dân tộc, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ biết cuộc vận động chấn hưng Phật giáo từ thập niên 1920 chưa dừng lại mà là một tiến trình liên tục và phải bắt đầu ngay từ nền móng. Nền móng của đạo Phật không gì khác hơn là Tam Tạng. Đại Lão Hòa Thượng ý thức được sự quan trọng của công trình phiên dịch bởi vì chính Ngài từng là Tổng Thư Ký mang trọng trách điều hành công việc hàng ngày của Hội đồng phiên dịch Tam Tạng trước 1975. Nhắc lại, Hội đồng phiên dịch Tam Tạng được thành lập sau phiên họp 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 10 năm 1973. Kết quả, một ban phiên dịch được bầu ra, trưởng ban là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Tổng Thư Ký là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trong số 18 bậc tôn đức thành viên ban phiên dịch có một vị tăng sĩ chỉ mới 28 tuổi. Vị tăng sĩ trẻ đó là Đại Đức Thích Tuệ Sĩ. Trong Hội đồng trưởng Lão Viện Tăng Thống, Hội đồng Viện Hóa Đạo, Tổng vụ Hoàng Pháp, Ban giáo sư Phật Khoa của Viện Đại học Vạn Hạnh còn có hàng trăm cao tăng thạc đức xứng đáng được cung thỉnh vào Hội đồng phiên dịch Tam Tạng. Tuy nhiên, Hội đồng đề cử Đại Đức Tuệ Sĩ bởi vì Thầy không chỉ là một giáo sư Đại học Vạn Hạnh mà còn đại diện cho tương lai của Phật giáo tại Việt Nam.
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Tuệ Sĩ, một cánh cửa mới sẽ mở ra để giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bước đi cùng thời đại. Hòa thượng Tuệ Sĩ biết mình thân đang mang trọng bệnh, khó khăn duy nhất mà Hòa thượng không thể vượt qua là thời gian. Vì không có đủ thời gian để làm hết những điều mình mong muốn nên Hòa thượng ưu tiên hóa những đề án, những công việc phải làm. Hòa thượng cặm cụi ngày đêm soạn thảo từng thông tư, chủ trì nhiều phiên họp, gọi thỉnh mời chư tôn đức tăng ni ở khắp các múi giờ trên thế giới để cùng ngồi lại. Tất cả chỉ vì một mục đích như ngài viết trong thông bạch thỉnh cử hội đồng hoàng pháp, mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả. Đúng như niềm mong ước của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Tuệ Sĩ đã lãnh đạo và phối hợp chư tăng ni trong và ngoài nước để thành lập nên Hội đồng Hoàng Pháp vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Hội đồng Hoàng Pháp mở ra cánh cửa cho những ai đang tìm kiếm sự an lạc tĩnh lặng của nội tâm, cứu mình, giúp người, xoa dịu và hàn gắn những đổ vỡ chia ly của gia đình, xã hội, góp phần giải quyết những khổ đau triền miên của nhân sinh, kiến lập thế giới hòa bình, nhân ái. Mục đích và chủ trương ngắn gọn như thế nhưng hàm chứa cả một tầm nhìn bao la và sâu xa của Hòa thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Tuệ Sĩ. Nội dung Phật chất chứa đựng trong hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tu chính ngày 12 tháng 12 năm 1973, hoàn toàn không thay đổi nhưng đưa đến cho mọi người ở mọi nơi bằng những phương tiện nhanh chóng chưa từng có nhờ kết quả của cuộc cách mạng tin học cuối thế kỷ 20. Trong thế giới phẳng, ngày nay, khoảng cách không gian và thời gian không còn là những trở ngại mà là những tiện nghi cần được tận dụng. Kết quả thấy rõ, chỉ trong vòng chưa tới 2 năm tạng thanh văn 29 cuốn trong tam tạng kinh điển đã được ấn hành và công bố. Thành tựu đầy khích lệ đó nhờ nhiều yếu tố. Bên cạnh sự hướng dẫn tinh thần của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ và chư tôn đức trưởng lão còn có sự đóng góp của nhiều tăng sĩ, cư sĩ Phật giáo thuộc thế hệ trẻ xuất gia tu học hay thành tài sau 1975 và hành đạo tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các bậc tăng tài trẻ đó đến với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bằng con đường thời đại rộng mở thay vì những lối hẹp không còn thích hợp với kỷ nguyên toàn cầu hóa thông tin. Kỳ diệu thay, sau gần nửa thế kỷ ngưng trệ vì nhiều lý do và 16 trong số 18 bậc tôn đức trưởng lão trong hội đồng phiên dịch tam tạng được thành lập năm 1973 đã viên tịch nhưng những lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục chảy vào dòng văn hóa Việt Nam và dòng văn minh nhân loại. Hai vị còn đương tiền là Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, nhưng trong tình trạng bất hoạt và Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. 60 năm trước, các tôn đức trưởng lão đã ý thức được tầm quan trọng của thế hệ tăng sĩ tương lai khi mời Đại Đức Tuệ Sĩ chỉ mới 28 tuổi vào hội đồng phiên dịch tam tạng. 60 năm sau, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, Chánh Thư Ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã nối lại và mở rộng con đường của 25 thế kỷ truyền chỉ đạo lý giải thoát giác ngộ bằng phương tiện và kỹ thuật hiện đại, sao cho những thế hệ tương lai có thể tiếp nhận Phật Pháp một cách hiệu quả và thích hợp nhất hầu áp dụng vào cuộc sống đầy biến động và thay đổi từng ngày của ngôi làng thế giới. Kẻ trước người sau nhưng không ai quá trễ để đóng góp vào sự nghiệp hiển dương ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thời gian và phương tiện khác nhau nhưng cùng một tâm nguyện Hoàng Pháp độ sanh. Hòa thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống cũng biết việc mở cánh cửa, dựng lối vào cũng chỉ là phương tiện. Đào tạo tăng tài để bước vào cánh cửa đó mới chính là mục tiêu quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hôm nay và mai sau. Một mái nhà đẹp bao nhiêu nhưng không được gìn giữ, sửa sang, một ngày cũng rột nát và sụp đổ. Truyền thống nếu không biết phát huy sẽ sớm trở thành một thói quen lạc hậu. Lá thư, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, của Hòa thượng là lá thư ngắn nhưng được trích dẫn nhiều nhất trong 20 năm qua. Lý do? Đó là lời căn dặn chân thành của Hòa thượng đến thế hệ tăng sĩ trẻ. Hòa thượng viết, người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vứt bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Xưa kia,
Khi vua chúa bắt sư tăng cúi đầu nhận tước lộc của triều đình để làm tôi tớ cho vương hầu, chư tổ đã sẵn sàng đặt đầu mình trước gươm bén, giữ vững khí tiết của người xuất gia, bước theo dấu chân vô ý, vô cầu, của các bậc thánh đệ tử, được gói gọn trong thanh quy, sa môn bất kính vương giả. Tất cả rồi sẽ phôi phai, nhưng những lời vàng ngọc đó sẽ là hành trang đầy ắp tình thương và vật chất để các thế hệ tăng sĩ mang theo trong lý tưởng cứu đời. Một giáo hội, trong trường hợp này là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thuận với lòng người, hợp với nhu cầu của đất nước và hướng đi của thời đại, giáo hội đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng lịch sử dân tộc. Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là ba bậc tôn đức khai sáng một thời đại mới của Phật giáo Việt Nam. Nhìn lại những năm tháng đầy đau thương, chịu đựng trong lao tù mà các tôn đức phải trải qua thật không khỏi đau lòng. Nhưng dù bao nhiêu đau thương, chịu đựng dòng suối từ kỳ diệu vẫn chảy. Mỗi thời kỳ đều có những bậc cao tăng thạc đức đứng ra chèo lái con thuyền đạo Pháp. Những chịu đựng hy sinh của các ngài sẽ không rơi vào quên lãng mà đã nở thành những bông hoa đàm làm đẹp con đường Hoằng Dương chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Nhiều người lo lắng, một mai khi các bậc cao tăng thạc đức có liên hệ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viên tịch, các thế hệ tăng sĩ và Phật tử sau này sẽ không biết gì về Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Không đúng, lịch sử nhân loại đã chứng minh, bạo lực có thể thay đổi một thể chế nhưng không thể xóa đi một nền văn hóa, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một phần không thể thiếu của nền văn hóa Việt Nam. Không một bậc cao tăng thạc đức nào thật sự ra đi. Hành trạng của quý ngài vẫn in dấu sâu đậm trong lòng dân tộc và đạo Pháp. Tác phẩm của các ngài viết, những lời dặn dò của các ngài sẽ còn mãi mãi. Tiếng dương cầm vẫn réo rắt chảy theo dòng suối từ bi. Đời người, như sương mai, như ánh chớp, mây chiều, nhưng ngọn lửa tin yêu và hy vọng không bao giờ tắt cho đến khi nào dân tộc Việt Nam còn tồn tại trên mặt đất này. Thị nghĩa Trần Trung Đạo. Trang sử mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Huỳnh Kim Quang, Milgram A 1/9/2022, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã công bố việc thành lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ làm tránh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đây không những là một tin rất hoan hỷ đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước, mà còn là bước ngoặt mở ra trang sử mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thật vậy, kể từ ngày 25/11/2018, khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm 1928 đến năm 2020, đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ra quyết định giải tán toàn bộ nhân sự của Viện Hóa Đạo cho đến nay về mặt điều hành Phật sự của giáo hội xem như bị ngưng trệ hoàn toàn. Nhiều tăng ni và Phật tử có lòng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã canh cánh nỗi lo lắng cho sự sống còn của giáo hội này, đặc biệt trước hoàn cảnh sa sút về mặt đạo đức và tâm linh của xã hội Việt Nam. Chính trong tâm trạng đó nên khi nghe được công bố việc thành lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ được cung thỉnh làm tránh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì tăng ni và Phật tử đều thở phào nhẹ nhõm và hoan hỷ vô cùng. Dù có lẽ mọi người đều thấy được việc phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ còn rất nhiều chướng duyên trong tình trạng của một đất nước bị độc quyền đảng trị và các tổ chức tôn giáo độc lập đều gặp phải vô vàn khó khăn với chính quyền. Nhưng có lẽ có người không hiểu duyên khởi từ đâu mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ có thể đứng ra dựng lại Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và được hội đồng này thỉnh cử vào ngôi vị chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một vai trò lãnh đạo tối cao của giáo hội khi ngôi vị tăng thống khuyết tịch. Vô khả nại hà. Không phải tự nhiên mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tự mình đứng ra triệu tập chư vị giáo phẩm để thành lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ trong cương vị là người phụng thừa quyết định ủy thác điều hành Viện Tăng Thống từ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ mới có thể làm được việc này. Dù là đã được trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác điều hành Viện Tăng Thống vào tháng 5 năm 2019, nhưng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chưa được cung thỉnh vào ngôi vị chính thức nào trong Viện Tăng Thống. Cho nên từ đó đến nay Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vẫn xem mình như là một bình pháp tỳ kheo. Danh vị chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là ngôi vị chính thức đầu tiên mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cung thỉnh vào ngày 21/8/2022 tại Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đây là một số sự kiện đã diễn ra từ năm 2018 đến nay liên quan đến vai trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Trong công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày 1 tháng 9 năm 2022 có viết rằng: tự thể bị tổn thương, cùng với tác động ngoại tại bởi những thông tin nhiễu loạn, sự phân hóa nội bộ càng lúc càng trầm trọng, cho đến lúc, Vô Khả Nại Hà, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành quyết định lịch sử, giải thể toàn bộ nhân sự và đình chỉ mọi hoạt động viện hóa đạo. Bản công bố dùng chữ Vô Khả Nại Hà, có nghĩa là không còn cách nào khác ngoài việc phải làm như vậy để cứu lấy sinh mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước cơn khủng hoảng thập tử nhất sinh của giáo hội này từ sau năm 1975. Đó là quyết định số 12 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ban hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, mà trong đó điều 4 và điều 5 viết như sau. Điều 4, giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện hóa đạo nhiệm kỳ 2018-2020 quy định trong giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018. Điều 5, trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất công cử nhân sự mới cho Viện hóa đạo, tạm ngưng mọi hoạt động của Viện hóa đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy định trong giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, lúc đó đã về tỉnh dưỡng tại Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, ra giáo chỉ số 19 cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đăng lâm pháp tịch. Vào hàng trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống. Trong giáo chỉ số 19, điều 1 viết rằng: cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ra quyết định số 14, ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Trong quyết định số 14, điều 2 và điều 3 viết rằng: điều 2, thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của giáo hội. Điều 3, bất cứ lúc nào, khi hội đủ điều kiện thuận duyên, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay mặt Viện Tăng Thống triệu tập đại hội bất thường để bầu cử nhân sự mới cho tất cả các chức vụ trong Viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngày 7 tháng 4 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 3 năm Canh Tý, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã cung kính phụng thừa sự ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Trong lời khâm thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã cung bạch như sau. Khâm thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ tự xét chứng tâm huệ thiền, nhưng tổ giáo nghiêm, Vô Khả Nại Hà, nay phủ phục đê đầu phụng chỉ. Song le. Hiện tại, tôi thân cung lui nhược, tứ đại bất hòa, chỉnh e trọng nhiệm khó thành, vậy nay kính thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ, đồng nhiếp tâm bảo trì tổ ấn, khâm thừa ủy thác, y giáo phụng hành. Trong lời khâm thừa này, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cũng sử dụng cụm từ, Vô Khả Nại Hà, để nói lên tình huống không thể chối từ sự ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để điều hành Viện Tăng Thống, vì sức khỏe của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã suy yếu và ngày viên tịch của Ngài không còn bao lâu. Và vì sinh mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng nằm ở tình trạng như, chỉ mành treo chuông. Ở đây, cũng xin nói thêm một sự kiện là sau khi trở về chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, để an dưỡng, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã quán chiếu sâu thẳm vào thực trạng mà Ngài gọi là, lao xuống vực thảm ô nhiễm hủy diệt, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài đã tự nhận lãnh trách nhiệm lịch sử trước, uy đức của lịch đại tổ sư, về sự khủng hoảng của giáo hội. Nên trong tâm thư số 15 được công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viết một cách thống thiết như sau. Tôi, Sa Môn Thích Quảng Độ, trong cương vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, tự nhận trách nhiệm lịch sử này trước uy đức của lịch đại tổ sư, và cũng trong trách nhiệm lịch sử này, với ý hướng kịp thời ngăn chặn bánh xe phân hóa không lao xuống vực thảm ô nhiễm hủy diệt, tôi đã quyết định, bằng quyết định số 12 TTVTTQD. Phật lịch 2562, Sài Gòn ngày 19 tháng 10 âm lịch Mậu Tuất tức 2 năm 112018, đình chỉ mọi hoạt động của giáo hội, để tăng già có thời gian thể hiện bản thể thanh tịnh và hòa hợp, làm nơi quy ngưỡng vững chắc cho bốn chúng hòa hợp đồng tu. Hòa hợp hành đạo và hóa đạo, phụng sự dân tộc và đạo Pháp, trong lý tưởng phụng sự hòa bình dân tộc và nhân loại. Tuy nhiên, tại sao phải duy trì và phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất?
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nói đến thực trạng của Phật giáo Việt Nam trong nước và vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đối với sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, đạo đức và tâm linh của xã hội Việt Nam từ trước tới nay. Thực trạng của Phật giáo Việt Nam. Trong bản công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày 1 tháng 9 năm 2022, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, Chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, đã nêu ra thực trạng tổng thể mà trong đó bốn chúng đệ tử Phật đang đối mặt trên bình diện thế giới cũng như tại Việt Nam. Cộng đồng bốn chúng đệ tử Phật, trong hiện tại, hành đạo và hoằng đạo giữa các cộng đồng dân tộc trong một thế giới đang bị bao phủ trong hận thù, nghi kỵ, điên đảo tranh chấp quyền lực, danh vọng, lợi dưỡng. Trong một thế giới đảo điên, với sự phổ biến chóng mặt của các phương tiện truyền thông toàn cầu, xoay vần giữa những nhiễu loạn thông tin, trí ngu đồng đẳng, thực giả khó phân, chánh kiến tà kiến không phân biệt, Phật thuyết, ma thuyết đồng giá. Và, trong một đất nước trải qua 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, dù được biện minh hay lý giải bằng bất cứ lý luận gì, vì một xã hội tiến bộ được định hướng theo ý thức hệ gì, duy tâm, duy vật hay duy linh các thứ, thì thực tế không thể phủ nhận đối với ai còn đủ lương tri để nhìn lại lịch sử dân tộc, hòa bình và thống nhất đã đẩy dân tộc dấn sâu vào hận thù, nghi kỵ kéo dài trên nửa thế kỷ vẫn chưa có dấu hiệu hòa dịu. Trong một thế giới như vậy, một đất nước như vậy, chúng đệ tử Phật, trực tiếp hoặc gián tiếp, có ý thức hay không ý thức, dễ bị cuốn hút trong vòng xoáy của danh vọng và lợi dưỡng, đã minh giải những giá trị chân thật được tác thành bởi minh và hành xuất thế bằng những giá trị thế tục, từ nơi đó khoét sâu và làm vỡ cộng đồng hòa hiệp mà Đức Thích Tôn đã thiết lập bằng pháp và luật thiện thuyết. Bản công bố nói rõ trong thế giới, điên đảo tranh chấp quyền lực, danh vọng, lợi dưỡng, và trong một đất nước, dấn sâu vào hận thù. Nghi kỵ kéo dài trên nửa thế kỷ vẫn chưa có dấu hiệu hòa dịu, đã dẫn tới hệ quả tất yếu là, chúng đệ tử Phật, trực tiếp hoặc gián tiếp, có ý thức hay không ý thức, dễ bị cuốn hút trong vòng xoáy của danh vọng và lợi dưỡng. Điều này là một sự thật không thể chối cãi trong thực trạng của Phật giáo Việt Nam trong nước hiện nay. Thượng tọa Thích Thanh Thắng là vị tăng sĩ thuộc thế hệ trẻ lớn lên tại Việt Nam, người có nhiều bài viết phản ảnh những biến chất của tăng, ni và những bất ổn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong một bài viết gần đây được đăng trên trang mạng Thư viện Hoa Sen có tựa đề, Hành giáo hạo đại, đọc ngược là, háo danh hại đạo, đã viết như sau. Này hướng đi của Phật giáo lại nhuốm màu của cai trị thế tục, hành sự kiểu quyền hành, dọa nạt. Toàn bộ cơ chế hành chính chạy theo ngành dọc, tạo ra các nhóm lợi ích, đua chức, chạy quyền, nhìn chùa thấy lợi, lạm dụng chữ phước. Thể chế toàn trị, Phật giáo cũng trở thành công cụ phục vụ thế quyền, xung xoe nịnh bợ. Sắp đặt nhân sự nhằm tranh giành mối lợi, từ đó đánh mất đạo tình, rời xa nhân nghĩa kẻ này cậy thế làm được, kẻ kia bắt chước làm theo, đến nỗi tuổi tác đã cao cũng vẫn ham danh hám lợi. Thầy Thích Thanh Thắng nói đến việc Phật giáo cũng trở thành công cụ phục vụ thế quyền, là một thực tế bởi vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ lúc mới thành lập đến nay và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tôn giáo Chính phủ. Một bằng chứng cụ thể mới đây về việc Ban Tôn giáo Chính phủ đã can thiệp vào sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ nhân sự đến chính sách được hé lộ ra ánh sáng nhân vụ tuyên truyền thầy Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh vào làm phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, mà hai bản tin của Đài Á Châu Tự do Radio Free Asia phát đi hôm 23 và 25 tháng 8 năm 2022 đã cho thấy rõ. Bản tin của Radio Free Asia ngày 23 tháng 8 năm 2022 viết như sau. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, đã được phân công đảm trách phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027, kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua. Ông Trần Đức Thủy, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin trên với truyền thông nhà nước trong ngày 23/8. Ông Thủy đồng thời cho hay, việc bổ nhiệm người ở địa phương khác vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của tỉnh là rất bình thường. Thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt. Nhưng một ngày sau đó, thì ông Trần Đức Thủy đã phải lên tiếng đính chính rằng việc bổ nhiệm thầy Trúc Thái Minh là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định không phải Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định. Bản tin Đài Radio Free Asia ngày 25/8/2022 viết như sau. Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình lên tiếng đính chính việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh,
trụ trì chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, được bổ nhiệm làm phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, không phải do Sở Nội vụ, Ủy ban tỉnh quyết định mà do Nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn, thực hiện. Thông cáo báo chí thanh minh sự việc trên được Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình phát đi vào tối ngày 24 tháng 8, chỉ một ngày sau khi ông Trần Đức Thủy, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh này xác nhận với truyền thông rằng trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, đã được phân công đảm trách phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027, kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua. Ông Thủy, cùng lúc đó, xác quyết thẩm quyền luân chuyển bổ nhiệm trụ trì chùa Ba Vàng do Sở Nội vụ và Ủy ban tỉnh quyết định và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt. Thực ra, chính quyền Việt Nam không nên đính chính vì có đính chính thì cũng vô ích, bởi lẽ mọi người đã biết rõ rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ. Điều này rất dễ thấy vì chỉ cần nhìn vào cái khẩu hiệu, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đi kèm với danh xưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ai cũng thấy rõ là giáo hội này là công cụ của chính quyền. Gắn chặt chủ nghĩa xã hội, theo sau, đạo pháp, dân tộc, thì chỉ biến chủ nghĩa xã hội thành một cái đuôi nặng nề xấu xí làm cho đạo pháp, dân tộc không thể thăng hoa, tiến bộ và hướng tới tương lai tươi sáng được. Đó là sự gán ghép rất khiên cưỡng, rất nghịch lý và rất trái đạo lý nữa. Chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa, một ý thức hệ đã lỗi thời, bị chính nơi khai sinh ra nó là nước Nga đào thải từ cuối thập niên 1980s. Trong khi đạo pháp là con đường khế lý và khế cơ để giúp con người giác ngộ vô minh và vượt thoát khổ đau đã tồn tại và phát triển trên 2,6005 trên khắp thế giới và hơn 2,0005 tại Việt Nam. Còn dân tộc Việt Nam đã có mặt và tồn tại trên lãnh địa mà ngày nay là nước Việt Nam, với nền văn hiến trên 4,0005. Trong tâm thư gửi đến Chư Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước vào ngày 24 tháng 9 năm 1992, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, lúc đó là quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã kêu gọi. Hãy bỏ khẩu hiệu, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ và sẽ tiếp tục không bao giờ tôn thờ, hoặc làm công cụ tuyên truyền cho bất cứ một chủ nghĩa chính trị nào. Chú thích mở ngoặc Phật giáo Việt Nam biến cố và tư liệu, Văn phòng Thường trực Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hơn tại Hoa Kỳ, 1996, TA 170 đóng ngoặc. Nói như thế không có nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có thiện chí muốn làm việc với nhà nước và nhân dân Việt Nam để xây dựng đất nước theo truyền thống Phật giáo, dân tộc. Trong đơn xin cứu xét nhiều việc gửi cho các nhà lãnh đạo đảng và chính quyền Việt Nam vào ngày 25 tháng 6 năm 1992, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, lúc đó là quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị quản thúc tại Quảng Ngãi, đã viết như sau. Giáo hội chúng tôi muốn làm việc với nhà nước và nhân dân, để xây dựng đất nước theo truyền thống Phật giáo, dân tộc. Nhưng không thể làm việc được, hoặc làm việc trong sự điều khiển của một chế độ, còn xem tôn giáo là kẻ thù và nhúng nhiều tay kiểm soát can thiệp nội bộ tôn giáo chưa từng có trong lịch sử tôn giáo tại Việt Nam. Ở các nước tự do, dân chủ trên thế giới ngày nay, tôn giáo đã được tự do hành đạo với quyền tự quyết đối với mọi hoạt động của mình mà không bị thể chế chính trị điều hành đất nước buộc phải trở thành thành viên của bất cứ cơ thế chính trị ngoại vi nào. Tất nhiên, để có được sự tự do này, người dân ở các quốc gia đó cũng phải đánh đổi bằng sự tranh đấu và hy sinh lâu dài. Chẳng hạn, những người di dân từ Anh Quốc và châu Âu đầu tiên đến tân thế giới do kinh nghiệm đau thương mất tự do tôn giáo ở quê nhà nên đã thiết lập một thể chế chính trị điều hành quốc gia với quyền tự do tôn giáo được tôn trọng triệt đề. Nhờ vậy, các tôn giáo mới có thể tự do phát triển và nhà nước cũng không bị ảnh hưởng hoặc thao túng bởi các thế lực tôn giáo. Tại miền Nam Việt Nam sau pháp nạn năm 1963 cho đến trước năm 1975, các tôn giáo cũng có được tự do hành đạo. Chính vì thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có thể phát huy một cách có hiệu quả tiềm năng sẵn có của một đạo Phật Việt có mặt hơn 2.000 năm trên đất nước để góp phần vào việc xây dựng và phát triển xã hội qua nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh, v.v. Trong bối cảnh của đất nước và Phật giáo Việt Nam như thế thì sự tiếp tục có mặt và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là điều cần thiết. Tại sao phải phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất? Chỉ trong khoảng trên dưới nửa thế kỷ,
Kể từ phong trào Chấn Hưng Phật giáo vào đầu thập niên 1930 đến đầu năm 1975, dù trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn vì chiến tranh, Phật giáo tại miền Nam cũng đã nỗ lực phi thường để mở ra một trang sử mới với những thành quả sáng chói mà trải qua nhiều thế kỷ trước đó chưa làm được. Trong khi đó, Phật giáo tại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản hầu như không còn sinh hoạt được nữa. Phật giáo tại miền Nam đã tạo được một sức mạnh đoàn kết tăng già và cư sĩ thuộc các tông phái khác nhau để bảo vệ đạo Pháp vượt qua cơn Pháp nạn năm 1963. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi được thành lập vào đầu năm 1964 đã tạo ra nhiều thành tựu lịch sử, mà cụ thể nhất là đẩy lùi được tệ nạn mê tín dị đoan lan tràn trong các sinh hoạt Phật giáo trước đó, chế định lại các nghi lễ thống nhất và cách thờ Phật tại các chùa, phục hồi lại quy củ của sinh hoạt thiền môn mà cụ thể nhất là việc thực thi các nghi quỹ giới luật, xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục trung tiểu học Bồ Đề trên toàn quốc, đồng lúc là Viện Đại học Vạn Hạnh chỉ trong 9 năm đã trở thành một trong những đại học tư thục có uy tín hàng đầu trong nền giáo dục tại Á Châu. Tất cả những thành tựu đó đều nhờ vào nỗ lực tự thân và tự quyết của Tăng, Ni và Phật tử mà không phải lệ thuộc vào bất cứ thế quyền nào. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do vậy là giáo hội dân lập đúng nghĩa. Qua đó, chúng ta thấy rằng nếu Phật giáo Việt Nam có cơ hội tự quyết định vận mệnh của mình thì từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã chắc chắn có được những bước phát triển ngoạn mục, với nội hàm của một đạo Phật truyền thống hơn 2.000 năm. Trong bản công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được phổ biến hôm 1 tháng 9 năm 2022 có viết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không phải là một hiệp hội thế tục, do đó, không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị, của bất cứ tổ chức thế tục nào, không hành đạo, hoằng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào, duy trì một định hướng duy nhất thập phương bạc giả phạm nhất lộ niết bàn môn, một cứu cánh duy nhất là giải thoát. Trong đoạn trích trên từ bản công bố, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã minh định rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa về định hướng và cứu cánh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã, đang và sẽ đi tới. Đó là, duy trì một định hướng duy nhất, thập phương bạc giả phạm nhất lộ niết bàn môn, một cứu cánh duy nhất là giải thoát. Định hướng duy nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là vào cửa niết bàn của mười phương chư Phật. Cứu cánh duy nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giải thoát sanh tử khổ đau. Đó là mục tiêu tối hậu mà người con Phật nhắm tới trên con đường tu tập và hành đạo. Nếu không thì mọi hành hoạt sẽ trở thành phi chánh pháp. Điều này đã được chứng minh rất rõ trong bản công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2022, đề cập tới danh xưng của hai hội đồng viện tăng thống, Pháp tòa Hoằng Pháp và Pháp tòa Hoằng Giới. Cơ cấu lâm thời của hội đồng viện tăng thống gồm hai hội đồng. Mệnh danh là Pháp tòa Hoằng Pháp và Pháp tòa Hoằng Giới, đứng đầu bởi một vị thượng thủ, điều hành bởi một vị điển tòa. Pháp tòa Hoằng Pháp hướng dẫn nội dung và các phương tiện thuyết giáo y chỉ nguyên tắc khế lý và khế cơ. Pháp tòa Hoằng Giới y chỉ tỳ ni tạng duy trì kỳ cương và cương lĩnh của tăng già, giáo giới và xiển minh ý chỉ Phật chế tỳ ni tạng, hành sự chất trực, nhu nhuyễn, hoàng dương giới đức và truyền thụ giới phẩm cho bốn chúng đệ tử, gồm xuất gia và tại gia. Đọc hai chữ, Pháp tòa, người viết bài này có cảm giác thật ấn tượng và sực nhớ đến hai chữ, Pháp tòa, thường được nhắc đến trong các kinh điển. Cũng từ điều này làm cho người viết có suy đoán rằng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có thể cũng sẽ được tu chính với cách dùng từ ngữ mang đầy ý nghĩa đạo Pháp. Trong bản công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đã nhấn mạnh đến hoạt động của giáo hội như sau. Hội đồng Giáo phẩm Trung ương thể hiện bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng già, làm sở y cho bốn chúng đệ tử hành đạo và hóa đạo, tác như lai sứ, hành như lai sự. Hội đồng Giáo phẩm Trung ương kế thừa sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của lịch đại tổ sư, kế thừa và phát huy lý tưởng phụng sự dân tộc và nhân loại như đã được minh định bởi hiến chương của giáo hội, vì một đất nước thanh bình an lạc, vì một truyền thống nhân ái bao dung, vì một xã hội đạo đức tôn trọng phẩm giá của con người. Tôn trọng các quyền tự do bình đẳng giữa người và người. Đức đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viết trong tâm thư gửi cho Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước được phổ biến. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1992, lúc Ngài còn là quyền viện trưởng viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đang bị quản thúc tại Quảng Ngãi. Phật giáo Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử luôn luôn đứng về phía quần chúng bị áp bức,
khổ đau để chống đối với cái ác, cái mê lầm, tham lam và tàn bạo. Phật giáo không chống đối chính quyền với ý định lật đổ chính quyền đó hay với tham vọng quyền bính thế tục. Phật giáo chỉ chống lại cái ác, cái mê lầm, tham lam và tàn bạo của bất cứ thế lực chính trị nào áp đặt lên người dân. Khi người dân bị đối xử không bao dung, phẩm giá bị chà đạp, quyền tự do bình đẳng giữa người và người không được tôn trọng, thì một giáo hội tự nhận là đại diện cho quần chúng nhân dân bị áp bức đó phải lên tiếng. Sự lên tiếng trong các trường hợp này không thể được diễn dịch một chiều đầy thành kiến và ác ý là chống đối chính quyền hay là phản động, mà là một thái độ tự nhiên phải làm khi thấy người dân thấp cổ bé miệng bị đối xử tàn bạo. Theo truyền thống dân tộc Việt Nam, đó là hành động trượng nghĩa, phù hợp với luân thường đạo lý làm người. Theo pháp lý quốc tế, đó là các quyền dân sự ắt phải có của người dân mà một khi chính quyền của nước đó đã ký tham gia thì phải bảo vệ các quyền đó cho người dân. Các quyền đó cũng đã được ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 1976, mà trong đó có nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký tên chấp thuận tham gia, có nghĩa là cam kết tôn trọng, vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. Cho nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có lên tiếng khi các quyền dân sự của người dân bị chà đạp thì cũng không nên bị kết án là chống chính quyền hay phản động. Đúng ra, chính quyền nên nhìn thấy mặt xây dựng tích cực đối với việc lên tiếng như thế, bởi vì có như vậy thì chính quyền mới biết mà sửa sai và người dân mới bớt khổ, và hệ quả tất yếu theo sau là chính quyền được lòng dân. Từ các đoạn trích dẫn ở phần trên trong bản công bố của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cho phép người viết bài này dự đoán về hướng đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sắp tới như sau. Thứ nhất là Viện Tăng Thống với hai Pháp Tòa Hoàng Pháp và Pháp Tòa Hoàng Giới sẽ là cơ quan lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chỉ đạo về mặt Hoàng Dương Chánh Pháp và mặt duy trì kỳ cương giới luật cho hai chúng xuất gia và tại gia. Thứ hai là Viện Hóa Đạo, theo danh xưng của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bản tu chính vào ngày 12 tháng 12 năm 1973, sẽ là cơ quan điều hành các Phật sự trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, cư sĩ, thanh niên, từ thiện xã hội, v.v. Tất cả đều nhắm đến việc công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý Đức Phật, để phục vụ cho nhân loại và dân tộc, theo như lời mở đầu của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kết luận. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, từ ngày thành lập vào tháng 1 năm 1964 đến nay. Năm 2022, đã tồn tại 58 năm. Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử theo vận nước nổi trôi, mà có lúc tưởng chừng như sức tàn lực kiệt, vì những chướng duyên từ bên trong hay bên ngoài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn đó với dân tộc này. Đã có biết bao nỗ lực, âm mưu, kế hoạch, chính sách nhằm triệt hạ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn đó trong chí nguyện và hoài bão của lịch đại tổ sư. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn tồn tại vì đó là giáo hội dân lập đứng trên lập trường dân tộc và đạo pháp thuần khiết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tự thân hàm ngụ chí hướng xuất thế của Đức Phật và lịch đại tổ sư, dù hiện thân là một tổ chức tôn giáo nhập thế đi vào xã hội. Cho nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bề ngoài là hình thức của cơ chế thế gian, nhưng nội hàm bên trong là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, tức thi thiết hạnh và nguyện của Bồ Tát đạo. Với bản thể như thế thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể tự đặt mình dưới sự sai khiến của bất cứ cơ cấu chính trị thế tục nào, bởi vì nếu làm như vậy thì giáo hội tự đánh mất mục tiêu cứu cánh xuất thế của mình. Có thể có người nói rằng thì cứ xem như là phương tiện quyền xảo để hành đạo trong thời pháp nhược ma cường cũng nên. Thực tế 40 năm có mặt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không cho người ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng đó, mà ngược lại. Cho nên, phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là nhu cầu cần thiết để duy trì một giáo hội truyền thống nằm trong lòng dân tộc và lịch sử hơn 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam. Vị giáo phẩm mang trọng trách phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dù thân mang trọng bệnh vẫn canh cánh bên lòng lời ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ để dựng lại Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đồng thời Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vì tiền đồ của Phật giáo Việt Nam và vì sự sinh tồn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã nỗ lực không ngừng thực hiện các Phật sự có ảnh hưởng lâu dài trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo Việt Nam và tạo thuận duyên cho công cuộc phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tháng 5 năm 2021, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ khuyến thỉnh chư tôn đức tăng,
Ni và cư sĩ Phật tử tại hải ngoại thành lập hội đồng Hoằng Pháp để mở rộng công cuộc truyền bá chánh pháp, đặc biệt nhắm đến giới trẻ, giữa thời đại khoa học kỹ thuật và truyền thông xã hội tiến bộ vượt bậc. Cuối năm 2021, một đại hội của hội đồng Hoằng Pháp lần đầu tiên được tổ chức trên mạng qua Zoom quy tụ gần 500 đại biểu trên khắp thế giới. Cũng qua đại hội hội đồng Hoằng Pháp này, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cùng giáo sư Chí Siêu Lê Mạnh Thát công bố việc thành lập hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời để kế thừa sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng kinh điển của hội đồng phiên dịch Tam Tạng do Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào tháng 10 năm 1973. Khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chọn Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ để ủy thác việc điều hành Viện Tăng Thống và khi thuận duyên thì dựng lại hội đồng lưỡng viện, ngài đã không tìm thấy ai khác có đủ tài năng, tầm vóc và phẩm đức ngoài Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Quả đúng như thế, khi được biết Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã được trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác trọng trách của giáo hội vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, Tăng, Ni và Phật tử các giới ở khắp nơi đều hoan hỷ tán trợ. Rồi mới đây, khi được biết Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã thỉnh mời một số vị Hòa Thượng nguyên là thành viên Viện Hóa Đạo được thỉnh cử trong Đại hội Nguyên Thiều năm 2003 để thành lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ lên ngôi vị Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2022 thì Chư Tăng, Ni và Phật tử trong ngoài nước lại một lần nữa rất vui mừng và tán trợ. Có lẽ mọi người đều biết rằng công cuộc phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất còn nhiều gian nan và cần nhiều sự hỗ trợ của chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ Phật tử các giới trong và ngoài nước. Sự lên tiếng ủng hộ của chư tôn đức tăng, ni và cư sĩ Phật tử là điều có thể làm được và cần làm bây giờ để tạo năng lượng tập thể thù thắng hầu chuyển hóa những chứng duyên thành thuận duyên cho công tác Phật sự trọng đại này mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đang gánh vác. Cầu nguyện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sớm phục hoạt. Liên lạc Hội đồng Hoằng Pháp. Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký, Hội đồng Hoằng Pháp. Chùa Viên Giác, Karlsruhe Street, 6, 30519 Hanover, Germany. Trang nhà songpsap.org. Địa chỉ điện thư sdsp.ctka@gmail.com. Số điện thoại cộng 49.511.879.630. Thượng Tọa Thích Nguyên Tảng, Trưởng ban báo chí và xuất bản, Hội đồng Hoằng Pháp. Tu viện Quảng Đức, 105 Linh Road, Faulkner, Victoria, 3060 Australia. Trang nhà songpsap.org. Địa chỉ điện thư sdsp.bbca@gmail.com, số điện thoại, cộng 614811169631. Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng ban bảo trợ, Hội đồng Hoằng Pháp. Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân, Ontario, Canada. 420 Trader Boulevard East, Mississauga, ON-L4Z1W7, Canada. Trang nhà psapvan.ca. Địa chỉ điện thư thicstamsoa@gmail.com, số điện thoại, cộng 1905-712-8809. Tủ sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ Sách Áo Lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ Sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào cuốn sách khác.